Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em giải đề thi toán lớp 3 học kỳ 1. Đây là đề thi mẫu và chúng ta cùng luyện tập thực hiện để chuẩn bị cho học kỳ 1 sắp tới các em nha. Phần 1 trắc nghiệm. Câu 1. Số thích hợp điền vào ô trống lần lượt là. Ở đây chúng ta xem. Người ta cho mình là số bị trừ, số trừ và hiệu. Ở cột số bị trừ ô màu xanh thì dấu chấm hỏi. Thì chúng ta thấy muốn tìm số bị trừ thì ta lấy hiệu cộng cho số trừ thì chúng ta sẽ có kết quả là 48 cộng cho 54 thì chúng ta có là 102. Và ở cột phía bên cuối cùng là 89 dấu chấm hỏi và 15. Như vậy thì muốn tìm số trừ thì ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu 89 mà trừ đi 15 thì chúng ta còn 74. Như vậy số của chúng ta cần tìm đó là 102 và 74. Chúng ta sẽ lựa chọn đáp án D. Câu 2. Trên cây có 65 quả bưởi. Sau khi hái, số quả trên cây giảm đi 5 lần. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu quả bưởi? Thì chúng ta thấy nè, có 65 quả bưởi mà giảm đi 5 lần, có nghĩa là 65 chia 5. Và chúng ta hãy đặt tính nha, 65 chia 5 thì chúng ta được là 15 quả. Như vậy chúng ta sẽ lựa chọn đáp án A, 15 quả. Câu 3. Có 5 can nước mắm như nhau, chứa được tất cả là 45 lít nước mắm. Hỏi, mỗi can đó chứa được bao nhiêu lít nước mắm? Ở đây có 5 can và tất cả chứa được 45 lít và chúng ta đi tìm mỗi can. Muốn đi tìm mỗi can nước mắm bao nhiêu lít thì chúng ta sẽ lấy tổng số là 45 và có tất cả 5 can thì 45 chia cho 5. Chúng ta có đáp án là 45 chia 5 thì bằng 9. Như vậy là đáp án C là đáp án chúng ta lựa chọn. Câu 3. Vân có một số nhãn vỡ. Biết rằng khi đem số nhãn vỡ này chia đều cho 5 bạn thì mỗi bạn được 6 cái. Hỏi Vân có tất cả bao nhiêu nhãn vỡ? Muốn biết số nhãn vỡ của Vân có lúc đầu là bao nhiêu thì chúng ta sẽ lấy 5 nhân cho 6 thì được là 30 cái. Như vậy đáp án C là đáp án đúng. Câu 5. Hình vẽ dưới đây được tạo thành từ bao nhiêu tam giác? Chúng ta xem nha. Chúng ta đếm có là 1, 2, 3, 4. 4 tam giác gắn phía bên ngoài. Còn hình vuông thì gắn phía bên trong. Như vậy thì chúng ta có 4 hình tam giác. Câu 6. 1 phần 5 của 10 kg là bao nhiêu? Để tính được 1 phần 5 của 10 kg, ta sẽ lấy 10 chia cho 5. 10 chia 5 được 2 lần, như vậy là được 2 kg. Ta nói 1 phần 5 của 10 kg là 2 kg. Như vậy đáp án A là đáp án chính xác. Câu 7. Số La Mã nào còn thiếu trong dãy số La Mã sau? Chúng ta đếm nha. 8, 9, 10 và tiếp theo là 11. Như vậy chúng ta có đáp án B là đáp án chúng ta cần lựa chọn nha. Phần 2. Tự luận. Câu 8. Ghép mỗi phép tính với kết luận phù hợp. Ở đây chúng ta sẽ tính 3 dòng, 2 dòng từ trên. Dòng 1, dòng 2 và dòng 3. Ở dòng 1, dấu chấm hỏi nhân 5 bằng 15. Như vậy thì dấu chấm hỏi là thừa số. Chúng ta muốn tìm thừa số thì chúng ta sẽ lấy tích chia cho thừa số đã biết là 15 chia 5 thì được 3. Như vậy là dòng 1 thì chúng ta có kết quả là 3. Và dòng thứ hai chúng ta sẽ tính là 5 nhân cho bao nhiêu thì bằng 50. Thì chúng ta sẽ lấy 50 chia 5 thì bằng 10. Chúng ta có kết quả là 10. Và ở dòng cuối cùng, dấu chấm hỏi nhân 2 bằng 14. Nó cũng tương tự như câu đầu tiên ha. Chúng ta sẽ lấy 14 chia cho 2 và kết quả là 7. Bây giờ chúng ta đã có số ở những dấu chấm hỏi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nối lại với nhau nha các em. Câu 9. Chọn đúng hoặc sai ở mỗi câu khẳng định sau. G là chung điểm của đoạn thẳng AB đúng hay sai? Thì chúng ta thấy G là chung điểm của đoạn thẳng AB. Câu này là đúng, chúng ta sẽ ghi chữ đúng. Câu 10. Điền số thích hợp vào chỗ trống.
Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em cách đặt nháp bên ngoài để thực hiện nha. Tìm một số chưa biết thì chúng ta sẽ lấy là 150, chúng ta cộng cho 213. 0 cộng cho 3 thì bằng 3. Viết 3. 5 cộng 1 thì bằng 6. 1 cộng 2 thì bằng 3. Như vậy thì số chúng ta cần tìm là 363. 36 cộng mấy bằng 120. Như vậy chúng ta sẽ lấy là 120 trừ đi cho 36 thì chúng ta sẽ có kết quả cần tìm. Bây giờ chúng ta sẽ ghi 120 trừ cho 36. 0 trừ 6 không được, mượn 10. 10 trừ 6 còn 4, viết 4. 2 trừ cho 4 không được, mượn 10. 12 trừ cho 4 thì còn 8. Như vậy chúng ta có đáp án là 84. 30 chia cho mấy thì bằng 5. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy là 30 chia cho 5 và chúng ta có kết quả là 6. 30 chia 5 bằng 6. Như vậy số chúng ta cần tìm là 6. Câu A, 172 x 3. 2 x 3 bằng 6, viết 6. 3 x 7 21, viết 1 nhớ 2. 3 x 1 bằng 3, thêm 2 là 5. Chúng ta qua câu tiếp theo. 784 chia cho 4. 7 chia 4 được 1 lần, viết 1. 7 nhân trừ cho 4 thì bằng 3, viết 3, hạ 8 xuống. 38 chia 4 thì được 6, được 9 lần. 36. 38 trừ cho 36 thì được 2, hạ 4 xuống. 24 mà chia cho 4 thì được 6 lần. 24 trừ 24 bằng 0. Chúng ta sang câu tiếp theo. 92 nhân cho 6. 6 nhân 2 thì được 12, viết 2 nhớ 1. 9 nhân 6 54 thêm 1 là 55. Chúng ta có kết quả 552. 75 chia 5. Chúng ta sẽ lấy 7 chia 5. 7 chia 5 được 1 lần, viết 1. 1 nhân 5 bằng 5, viết 5. 7 trừ 5 còn 2. Chúng ta sẽ hạ 5 xuống. 25 chia 5 thì được 5 lần, viết 5. 5 nhân 5 25. 25 trừ 25 bằng 0. Kết quả chúng ta cần là 15. Ba trăm ba mươi lăm trừ hai nhân chín. Ở đây chúng ta sẽ thấy là có dấu trừ và dấu nhân thì chúng ta sẽ thực hiện dấu nhân trước nha. 335 chúng ta ghi lại. 2 nhân 9 thì bằng 18. Chúng ta viết 18 và chúng ta sẽ thực hiện phép tính. 335 trừ cho 18. 5 trừ 8 không được, mượn 10. 15 trừ cho 8 thì bằng 7, viết 7. 3 trừ 2 còn 1, hạ 3 xuống. Chúng ta được kết quả là 317. Chúng ta sang câu B. Chúng ta sẽ thực hiện phép chia trước. Như vậy 228 chúng ta sẽ viết lại. 40 chia 5 thì được 8. Viết 8. Chúng ta sẽ thực hiện 228 trừ 8 thì có kết quả là 220. Chúng ta sang câu C. 2 x 12. 2 x 2 bằng 4, viết 4. 2 x 1 bằng 2, viết 2. Và sau đó thực hiện phép cộng sau. 24 mà cộng cho 52. Chúng ta sẽ cộng đơn vị, chục cộng cho hàng chục. 4 cộng 2 bằng 6. 2 cộng 5 bằng 7, kết quả là 76. Câu 13 giải toán. Thái và Hùng có một số viên bi. Nếu Thái cho Hùng 14 viên bi và Hùng cho lại Thái 9 viên bi thì mỗi bạn có 40 viên bi. Lúc đầu Thái có số viên bi là, như vậy thì chúng ta tính nè, Thái cho Hùng 14 viên bi và Hùng cho lại Thái 9 viên bi. Như vậy chúng ta chỉ tính là Thái cho Hùng bao nhiêu viên bi cái đã. Chúng ta sẽ lấy 14 trừ đi 9 thì còn 5. Như vậy là Thái đã cho Hùng 5 viên bi và số viên bi của hai người sẽ được là 40 viên. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là Thái đã cho Hùng 5 viên. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy là tìm số viên bi của Thái là chúng ta lấy 40 cộng cho 5 thì chúng ta sẽ có kết quả viên bi lúc đầu của Thái là bao nhiêu ha. Chúng ta sẽ có là số viên bi
của Thái là. Chúng ta sẽ lấy 40 cộng cho 5 viên mà Thái đã cho Hùng thì có kết quả là 45. Như vậy đáp số là Thái có là 45 viên bi. Sáu mét hai dm thì bằng 62 dm, câu này đúng. 3 giờ 10 phút, 3 giờ là 180 phút, thêm 10 phút 190 phút, nhưng mà đây ra tới 310 phút là sai. 4 mét 5 cm thì bằng 405 cm mới đúng. Ở đây kết quả có 45 cm thôi là sai. 4 mét 5 cm thì có kết quả 45 cm là sai nha. 2 giờ 30 phút, 1 giờ thì có 60 phút, 2 giờ là được 120, thêm 30 phút là được 150 phút. Câu này đúng, chúng ta chọn chữ D. 7 dm 4 mm thì bằng 704 mm, câu này đúng. 7 km 12 hm thì kết quả là 712 hm, có nghĩa câu này là đúng, chúng ta sẽ ghi chữ D. Câu 15 yêu cầu chúng ta tính nhanh. Như vậy thì chúng ta sẽ quan sát 4 x 6 và nhân 25. Chúng ta sẽ lấy 4 x 25. Và sau đó chúng ta mới có kết quả bao nhiêu mới nhân cho 6. 4 x 25, 4 x 5, 20 với 0 nhớ 2. 4 x 2 bằng 8, thêm 2 là 10. Như vậy 4 x 25 có kết quả là 100. Và chúng ta nhân cho 6, 100 x 6 thì bằng 600. Câu B, chúng ta sẽ thực hiện trong ngoặc phần phép nhân trước ha. 9 x 8 và 5 x 12. 9 x 8 thì được 72. Chúng ta sẽ viết 72 trừ cho 12. Ở đây 5 x 12, 5 x 12 thì cô có kết quả là 60. Rồi, sau đó chúng ta sẽ tính ở phía bên đây. 1 cộng 2 bằng 3, 3 cộng 3 thì bằng 6, 6 cộng 4 bằng 10, 10 cộng 5 thì bằng 15. Cái vế bên đây cũng vẫn còn trong ngoặc nha các em. Cái vế phía bên đây vẫn còn trong ngoặc. Rồi chúng ta thực hiện phần tiếp tục của vế bên đây ha. 72 mà trừ 12 thì bằng 60. Mà 60 trừ cho 60 thì bằng 0. Như vậy chúng ta có kết quả vế bên đây là 0, viết 0. Và 0 nhân cho 15 thì đáp án của chúng ta vẫn là 0. Bất cứ số nào nhân với 0 đều bằng 0.